Cảm giác cho con nhá. Đi xem phim nhá. Chào. Cá đấy. Chim. Con đi chơi đi. Con đi chơi. Mẹ đây. Con đi. Con đi. Con đi. Con đi. Không, con đi chơi đi, con đi chơi đi. Này. Rồi. Hello Minh Quân. Sao vào muộn thế con? Cô đang định nhắn cho mẹ. Okay, how are I'm fine, today? Okay, fine, thanks. Very good. Okay, so how was your TED holiday? thanks. Cái gì ạ? How was your TED holiday? Không vui do chị ạ cô? How was your TED holiday? Ủa, con này có gì khó đâu. Bình thường, worse ở đây worse có nghĩa là gì? Worse có nghĩa là gì? Dạ, vua có nghĩa là không được gì Nó cũng đi quá khứ, con học quá khứ rồi mà đúng không? vâng. Thế vậy bình thường how, ví dụ mình xác định này, how ví dụ how are you là bạn thế nào đúng không, mình sẽ dịch là bạn thế nào đúng không. Vậy thì how was your TED holiday có nghĩa là kỳ nghỉ Tết của bạn như thế nào, được chưa? Bởi vì Tết nó đã qua rồi, chính vì thế nên người ta phải chuyển về dạng quá khứ đúng không. Vậy thì mình sẽ dịch how holiday là có nghĩa là kỳ nghỉ Tết của bạn như thế nào, được chưa? Sao bây giờ những cái câu hỏi nó rất là phải như thế này mà lại ngớ ngớ này, hay là vừa nghỉ Tết xong còn vẫn còn chưa sẵn sàng học nên quên. Lưu ý cho cô về cách đọc hiểu nhá, cách nghe hiểu câu hỏi đã rõ chưa Quân? Ok, nào nào bác ơi, bác bế nó ra với. Tiếp tục nhá. Nào, hôm nay thì cái bài hôm trước trước khi Tết thì có một cái bài con học chưa được tốt, đấy là bài, con nhớ cái bài kể câu chuyện, đó chính là một cái bạn mà bạn ấy đang, bạn mẹ bạn ấy nhắc mang khăn để đi xem bóng đá nhưng mà bạn ấy không mang ấy, con nhớ cái câu chuyện không? Dạ có. Để con kể tốt, về nhà, về nhà con đã luyện tập lại được Rồi. chưa? Rồi. Ok, được rồi. Được. Bây giờ con sẽ kể câu chuyện đấy cho cô nhé. Cô chưa? Nhìn thấy màn hình của cô chưa? Đã rồi ạ. Ok, nào, bây giờ cô sẽ cho con thời gian là 2 phút để con xem lại. Được chưa? Và chuẩn bị. Sau đó là cô sẽ hỏi con và con sẽ kể liền mạch câu chuyện này cho cô. Con đã Vâng. dọn chưa? Vâng. Ok, nào, 2 phút chuẩn bị của con bắt đầu. Đúng đến 5 giờ 23 phút thì con sẽ bắt đầu nói nhé.
Chuẩn bị đi, sau đó rồi nói. Ok, nào, tham xong, con bắt đầu nói đi. Vâng ạ. Kimmy ghosting out now. His mother gave him a scarf because the weather very cold. He isn't wearing a scarf. He puts it on in his pocket. His friend is wearing a scarf now. He watches football with his friend. He sounds very much. Now he at home. Now he at home. His friend is so happy, but he is trembling. His scarf is on the road. Today Kim feels tired. His friend has come to see him and give him his scarf. Ok, sao số 3 và số 4 vẫn không sửa thế? Nói lại cho cô này. But his friend is happy, but he... Sau từ he con là như từ gì đấy? Là từ run rẩy con sao Là gì con? cái từ run rẩy là tiếng Anh đó con sao Đọc tiếng Anh lên. Cô biết là có nghĩa là run rẩy rồi, nhưng mà con đọc tiếng Anh lên. traveling. Trembling á. À, travel. T-T-R-E-M-B-L-E đúng không? Vâng. À, ok, từ này được, nhưng chỉ cần nói là he's very cold thôi. Vâng. Được chưa nào? Bởi vì là nếu mà con sử dụng từ tremble thì cái từ tremble này nó có nghĩa là run thôi. Ví dụ con không con cũng có thể run run lên vì sợ nữa mà. Được chưa? Con đâu chỉ là run lên vì lạnh. Run lên vì lo sợ cũng có mà. Nếu mà run lên vì lạnh thì người ta sẽ sử dụng đó chính là tremble with cold. Có nghĩa là run vì lạnh.
Được chưa? Chứ còn nếu mà Được. nói rồi nó chưa được cụ thể. Cái tiếp tranh số 3 ấy, thì con có he sound very much à? So much hay là Vâng. very much không? Tôi Much. ôm con thôi. Much có nghĩa là nhiều, sử dụng với danh từ không đếm được. Tuy nhiên ví dụ I love you so much, tôi yêu bạn rất là nhiều. Vâng. Tuy nhiên là hét lên thì người ta không thường không sử dụng từ so much đâu nhá. Người ta sẽ thường lên rất nhiều đó là he sound hot. Là từ Vâng. hot. Biết từ đấy không? Đã biết Được chưa? Lưu ý cho cô nhá. Được chưa? Nào, bây giờ thì cô sẽ hỏi con đến bức tranh này và con sẽ dựa vào bức tranh để trả lời câu hỏi cho cô nhá. Câu hỏi số 1 này. So where do you see these dogs? Where Dogs? do you see the dog? Is On the grass? À, trên một cái đồng cỏ hả? Hoặc là in the fields, được chưa? Hoặc là in the farm, hoặc trên một cái nông grass. trại, đừng chạy grass nhá, được chưa? Grass. Vâng. Nên nó nói rộng ra một chút, trên một cái trong một cái nông trại, in a farm, hay là in tổng. Okay, so do you see like these in your country? Do you see dogs like these in your country? Hỏi cô đã. Do you see dogs like these in your country? Có nghĩa Cô, em không nghe được cô nói qua mạng rồi. Nó cứ tiếng mất tiếng được tiếng mất thôi ạ. con này. Do you see like this in your có nghĩa là gì? Từ từ. Bạn có thấy chứ? Để cô bế cái con bé nó ra đã, nó đang cứ đang đòi cô. Bác ơi, bác bế nó ra hộ cháu ơi. Ok, nào cô hỏi lại lần nữa này. Do you see dogs like these in country? Có nghĩa là gì? Dạ, bạn có thấy những con dog, những con chó như thế này ở vùng quê của bạn không? Đợi cô 1 phút nha. Vâng.
Sorry con nhá. Hôm nay con bé của cô nó bị ốm nên nó hơi quấy. Ok nào. Cô hỏi con tiếp này. Ok, so do you see dog like these in your country? Mình còn bật mic lên. I don't. Okay, no you don't. Okay. So what names do people sometimes give dogs? What names? What name do people sometimes give me? Là tên của người thường Con dịch câu hỏi đi. Con nghĩ là tên con dịch như tên của người thường tắm không tắm what có nghĩa là gì? là cái gì ạ? Name là gì? Là tên What names là tên gì? Được chưa? Do là à. chợ động. People là người. Sometimes là đôi, thỉnh thoảng. Give a dog có nghĩa là cho chó. Thế vậy cái tên gì mà mọi người thì đôi khi sẽ sử dụng cho chó? Bình thường con chó quay nghe thấy những cái con chó thì nó thường Bình thường nên là tên chó là mực, nhưng thì tiếng Anh lại không có ấy được. là sao con? Cô không hiểu ý của con. Là em đặt tên chó là nó có dấu chấm nên là không thể tưởng xuống. Nó có cần dịch đâu con. Tên con nó Vân, nó có dấu, nó chưa có chữ ơ, có chữ, gọi là chữ ớ à, ớ mà. Tiếng Anh, my name is Quân. Tên người, tên mỗi một cái nước ấy, người dân của mỗi một cái nước khi mà chuyển, nó đâu có chuyển ra tiếng Anh đâu con. Tên cô trong tiếng Anh nó vẫn là Hương thôi mà. Có hiểu không ở Minh Quân? Vâng. Thế vậy thì con trả lời câu hỏi này đi. Nào bật mic lên. Ô, tự nhiên tắt mic thế này. Là em đưa cô là em use C. No, no, no. I just need cô chỉ cần tên thôi. I don't need you to spell the name. Cô không cần con đánh vần tên. Mực. Okay. Next. So what is the name for this dog? What is a good name? Tốt mà hay để sử dụng cho con chó này. Nào mà được. Được chưa? Okay. Nào, bài này hình như là cô ta là bài tập về nhà đúng không? Vâng. Con làm rồi đúng không? Nào bây giờ cô check bài tập về nhà của con nhé. Dạ, được, đầu tiên em chọn là actor. Câu 1 tại là a person, không phải actor. Câu số 2. Câu số 2 Animal. đấy. Hai. Nhầm nhầm nhầm. Đúng đúng đúng. Câu 1 actor đúng rồi. Cái này là phải xác định loại từ, cái này cần thiết, cũng nhầm. Câu số 1 actor chính xác, câu số 2 animal chính xác. Đúng rồi. Câu 3 climb chính xác, chúng ta có từ climb up có nghĩa là trèo lên, rất tốt. Câu số 4 là excite đúng xác. Câu số 5 sao lại không làm được à? Vâng. Tại sao câu số 5 không làm được? Davis at chấm chấm lao lao cho chị. Cô hỏi con lao nghĩa là gì? Loudly có nghĩa là gì? Lao ly có nghĩa là dạ, Tôi lao nào? ly là ầm ĩ. Học rồi mà nhỉ? Có nghĩa là gì? Dạ ầm ạ. Là Là ồn đó cô. đúng rồi, là ầm ĩ. Thì bây giờ bố của David thì có thể làm cái gì ầm ĩ không? Whistle. Whistle nghĩa là gì?
Whistle có nghĩa là Whistle. chưa học từ mới à? Whistle Là huýt sáo, từ này cái từ cùng với là cô, từ cô cho ghi rồi mà, đúng không? Đúng không? Về học từ mới đi nhá, được chưa? Vâng. Whistle loudly có nghĩa là huýt sáo to, được chưa? Tập trung vào nào. Bây giờ cô sẽ đọc bài này nghe, sau đó cô sẽ dịch, sau đó con sẽ đọc lại cho nghe nhá. I'm Helen. I'm city, but last I visited my new school friend, David, who lives on a farm in north of the country. His dad, William, is a famous actor, but he's a farmer too. Cows and other animals there, but I remember Pirate, the black and white sheep dog most. Early one morning, David's dad came into the kitchen. The sheep was filled, and now, he says, I must find come and help me. David, I jumped up and followed him outside. We all climbed up onto the back of his big old wooden truck. Pirate jumped up into the front. William drove the sheep up the hill. Pirate got very angry. William stopped the engine and said, "Go." Later, we saw again. The clever dog ran around the sheep to make them come back down in the west field. David's dad whistled loudly and called, "Well done, Pirate! Brilliant! Pirate worked very hard today. Sorry." Pirate worked very hard that day. He's tired. I whispered to David after dinner. He ran a long way today, but Pirate wasn't too tired to eat some of his favorite cookies that evening. Anh nghe rõ chưa? Ok, nào, chỗ này có cô sẽ ra một số từ mới nhé. Đầu tiên cô hỏi này, từ tractor có nghĩa là gì? Em không Không biết á. tractor. Sao trả lời không biết nhanh thế? Này học rồi đấy. Từ này đã học rồi nhỉ? Để học chưa nhá? Từ này học không biết đầu tiên mình nghĩ. Không thấy, tìm lâu lắm. Ok, cô thử nói cái từ này không nhá. Tractor này có nghĩa là cái máy học à, quên. Đó. Có được từ này không? Cô em không nghe được cô, cái chứng được chứng không á. Thì không biết là tại của con hay mạng của cô nhỉ? Em đang ngồi gần cục mạng mà. Cô, cái máy tính cô đang dạy là cái máy tính bàn, nó là cái cục mạng luôn. Thế nên là cô rất ít khi bị lag. Ok, nghe được cô chưa? Rồi ạ. Ok, thế tractor này đã học chưa? Cái máy kéo. Rồi em không thấy vợ. Hình như chưa. Thế kia vợ đi. Tractor. Vâng. Chưa? Tractor. Em đi xong rồi. Ok, đọc cho cô. Tractor. Tractor. Ok, nào. Bây giờ cô sẽ dịch bài này nhá. Nào mà còn mới nhất.
xem cô dịch, và sau đó nếu mà vẫn chưa kịp để ghi thì bảo cô lại hỏi lại, ghi lại. Tôi tên là Helen, tôi sống tại một thành phố, nhưng mà 8 năm ngoái tôi đã gặp một cái người bạn trường học mình tên là David, người phía bắc của đất nước tôi. Bố của anh ấy, William, là diễn viên nổi tiếng, nhưng mà ông ấy là một người nông dân, mà bố anh ấy cũng là một người nông dân nữa. Tôi thấy rất là nhiều bò và những cái loài động vật khác ở đó, nhưng mà tôi nhớ nhất là Pirate, một chú chó chăn cừu màu đen và màu trắng. Một buổi sáng, bố của David vào bếp, những con cừu ở cái phía tây không còn đó nữa. Ông ấy nói tôi phải đi tìm chúng, bố phải đi tìm chúng, hãy đến và giúp bố nhé. David và tôi bật dậy và theo ông ấy ra ngoài. Tất cả chúng tôi đều trèo lên phía sau của chiếc máy kéo màu xanh cũ kỹ của bố của David đấy. Pirate cũng đi theo. Pirate cũng nhảy lên. Pirate thì nhảy lên phía đằng trước. William lái chiếc máy kéo lên đồi. Đột nhiên, Pirate rất là hăng hái khi mà William từng động cơ và hét lên. Đi à, và hét lên đâu nhỉ? Đúng rồi, và hét lên, đi đi Pirate, hãy tìm những chú cừu. Pirate nhảy xuống và chạy đằng sau một số bụi cây. Một phút sau, chúng tôi đã thấy nó một lần nữa. Chúng tôi lại thấy nó. Con chó thông minh này chạy quanh đàn cừu để khiến chúng quay trở lại, để dẫn chúng quay trở lại cánh đồng phía tây. Bố của David huýt sáo thật to và gọi, làm tốt lắm, Pirate, thật là tuyệt. Pirate làm việc rất là chăm chỉ ngày hôm đó. Cậu ấy mệt rồi đấy, tôi thì thầm với David sau bữa tối. Cậu ấy đã chạy một quãng đường rất là dài ngày hôm nay, nhưng mà Pirate không quá mệt để ăn cái bánh quy yêu thích của cậu ấy vào buổi tối ngày hôm đó. Đã rõ bài đọc này chưa? Ok, nào bây giờ con sẽ đọc lại bài này cho cùng nghe. I'm Helen. I live in the city, but last August I visited my new school friend, David, who lives on a farm in the north of the county. His dad, William, is a famous actor, but he's a farmer too. I saw lots of cows and other animals there, but I remember Pirate, the black and white sheep dog. Most early one mo morning, the dad came into the kitchen. The sheep in the west field are there now, he said. I must find them. Come and help me. David and I jumped up and followed him outside. We all must find them. Come and help me. We all clambered up onto the back of his big old green tractor. Pirate jumped up into the front. William drove the tractor up the hill. Suddenly, the pirate got very excited. William stopped the engine and shouted, "Go, pirate! Find the ship!" Pirate jumped down and ran behind some trees. Phút đọc cho anh ạ. Phút kia Minute. từ sau. Minute later, we saw him again. The Quân ơi, quân clever dog. quân dừng lại. Minute, không phải minute. Cô có đọc là minute đâu. Minute, đọc lại. Minute. Sao nhỉ? Min, âm y cơ đây. Âm hai là âm y cơ mà. Minute. A minute later, we saw him again. The clever dog ran around the sheep to make them come back down into the west field.
David, Dead, Whistle, Lovely and Cold, Well done, Pirate, Brilliant, Pirate, Work very hard that day. He's tired. I whisper to David after dinner. He ran a long way today, but Pirate wasn't too tired to eat some of his favorite cookies that evening. Ok, tại sao ưu điểm khen là khen ở đọc rất là to rõ ràng được chưa, nhưng mà đọc sai rất là nhiều, và có những cái từ có lúc đọc đúng có lúc đọc sai. Ví dụ như cái từ pirate âm ơ, có lúc con đọc đúng là con đọc là pirate, có lúc con đọc là pirate, nên là cô cũng không hiểu tại sao con lại đọc khác nhau như thế. Cái tiếp theo này, cái này không phải là câu, cái này là cows, đây là con bà bò, đọc lại cows. Cow. Tiếp tục, cái này con đọc là ear, early đúng không? Vâng. Con Early. early, early, đọc lại, early. Early. Con đọc cái này là climbed, up, climb, up, cái này không phải là climb, climbed, up, đọc lại. Up. Cái này lại đọc là pirate, không hiểu, lúc đọc đúng, lúc đọc sai. Này đầu tiên đọc stop it, nhưng mà đã sửa thành stopped. Đúng rồi, nên là không coi như là không sai. Được chưa? Cái từ này để đọc là sound. Kết thúc là T khi TBD phải là âm ED chứ. Sounded chứ. Tại sao lại sound thành kinh D vậy? Đọc lại. Sounded. Sao Đây là quá khứ của từ run. Phải đọc là ran. Chứ không phải là run. Đọc lại. Ran. Grand. Cái từ này có đọc là tired. It's not tired. It's tired. 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 Child. Tired. Child. Ok, về nhà tiếp tục luyện đọc nhá. Được chưa nào? Trả lời cô, cho cô các câu hỏi. Trước khi trả lời câu hỏi, thoát ra vào lại cho cô đã.